Tắt lửa rồi Tường ơi, tắt lửa còn sang à. Sao mà buổi cắm trại cũng khá là lâu thì mì cũng chín và cua cũng chín à. Sàng giờ lắm rồi đó, ngồi xuống coi. Ăn mà ông đứng không ông ơi, tin lại em thiệt chứ. Hello, xin chào các bạn, mình là Công Nước Mắm. Chào các bạn. Lâu lắm rồi Công mới quay trở lại ngoài sau cánh đồng. Người ta cũng cắt lúa hết rồi bạn. Hiện tại bây giờ người ta cũng mới trồng lại ha. Vì nên lúa mới lên xanh xanh đẹp lắm. Hôm nay có ba chú cháu sẽ đi lưu đồng để mình quay những cái thước phim sinh tồn, bắt cua, cá vân vân. Rồi đến các bạn xem nha. Trời thấy lạnh như mây hơi chuyển mưa nha. Nãy mình cũng mới vừa nói luôn các bạn, trời mưa luôn các bạn ơi nè. Giờ mấy chú cháu này. Các bạn thông cảm cho mấy anh em mình nha. Tại trời mưa nên mấy mình mới buộc bọc gì không chứ không có màn hình đẹp lắm rồi. Tại vì hôm qua anh em mình bận công chuyện á các bạn nên không quay được chứ ý ra là hôm qua là anh em mình ra clip cho các bạn coi rồi đó. Các bạn, đó, bây giờ thì trời mưa luôn các bạn ơi, không nói dài dòng nữa ha. Bây giờ mình nếu mà các bạn xem video này nếu mà chất lượng nó không được đẹp quá lắm thì các bạn cũng thông cảm nha, tại trời mưa mình phải có cái camera bọc camera lại cho nó chống mưa nha các bạn. Các bạn ơi, đây nè, thì hôm nay mấy cháu mình có mua ba cái mì ly hảo nha các bạn. Và một chai nước suối. Và đây một trái xài. Đó, với lại phích nước, với lại một cái thùng bánh để mình nấu nước ăn mì nha. Cái đồng này các bạn, quay cho các bạn xem nè, cái đồng nè. Chuồn chuồn không kìa các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống nấu bắt cho các bạn coi nha. Mình giờ để dép đây đi anh em ơi. Để dép đây luôn đi Quân. Rồi bây giờ bạn Di sẽ xuống bắt các bạn ơi. Còn biết mình ở đây không có rồi. Đó thì cái này là một cái đìa nhỏ nha các bạn. Không ai xếp đầu đi hết hả? Đây là cái đìa nhỏ còn bên đó đó. Cái kênh lớn lắm nha. Mình phát hiện con cua các bạn. Thấy con đang vội chạy rồi. Cái thùng đó đó, cái thùng đó với mì con. Thấy giờ thấy chưa? Chắc mầm điêu nữa rồi. Đúng rồi. Bạn Di bắt nháo. Bạn Di mầm điêu nha các bạn. Mất tiêu rồi. Cua này các bạn ơi. Đây. Cua lửa hả? Không biết nữa. Nè. Cởi đem lại đi con. Cua này không công ơi. Đây đây là con cua mình mới bắt à. Con cá là con màu nha các bạn. Đúng rồi, để mình thả con cá con mẹ rồi nha các bạn. Úp vào hết mưa đó. Con mẹ hả các bạn, tại vì ăn con nó tội lắm nhỏ xíu rồi nó không biết gì đâu. Ok. Mày tưởng mày sắc sinh giống thằng kia chứ. Bạn Di với bạn Tường sẽ xuống kéo cá nha bạn. Mà hai bạn đó giờ có kéo cá bao giờ chưa? Chưa. Bây giờ kéo thử đi, một người cầm một bên gì đó. Cầm đầu. Rồi còn cái tay dưới mình để đụng đất luôn, đụng xịn luôn. Được. Vậy là được không ta, được không? Kéo thử coi. Trời ơi nó nặng. Từ từ. Nó da hết luôn rồi trời. Có cái nực các bạn ơi. Hay là cái đó nó dày quá nó thoát nước không được. Dày. Kẹp hả? Cua kẹp hả? Kiếm cái gì? Đây là cái cua ra. Cẩn thận nha, nó kẹp. Nó chảy máu rồi các bạn ơi. Bự không? Con đó bự không? Bự lắm con ơi. Bự không? Bự lắm, nó kẹp. Hay cái ta. Trời ơi. Đẹp ra lắm bạn ơi. Ra coi nó đút cây vô. Nó kẹp vô gịch ra. Để đi xíu từ từ đó bắt. Từ từ đó bắt sao? Rồi. Để chồng chị bắt con cua ra đi. Rồi, dính rồi, kéo ra này. Hay cái ta. Ôi nó kẹp con không? Đâu? Đâu mày lớn không? Mày lớn đâu kẹp không? Quay qua đây nè, Nó kẹp con. Đâu? Vậy giống ơi, dở lên, đừng đẩy nước đây đó. Cô đẩy nước nó kẹp. Cô dở lên tự nhả ra. Rồi, quay qua đây nè. Bẻ mẹ càng nó đi. Lúng. Đâu? Chạy xuống nước. Đâu quay lớn đâu mà kẹp dữ hả? Kỹ, chạy xuống nước. Đâu quay lớn đâu mà kẹp dữ. Nó kỹ lắm nha các bạn. Nó kỹ lắm á. Nghe không? Cũng bự á, càng cũng bự bự kẹp. Không ai kiếm thùng ơi, con hết hẳn con cua mini nữa nè. Cua mình mới bắt mà các bạn có bự luôn. Rồi mình bó hộp thì chiêu. Rồi con cua cái càng này cũng bự nha. Bởi nó kẹp gì quá nè. Con kẹp con chảy máu luôn rồi. Sau 30 năm chờ đợi bạn Di bắt được với ăn cua nè các bạn. Đây. Cành nữa. Ngon vậy. Có hai cua lửa các bạn ơi. Đâu. Các bạn xem coi. Tuyệt vời nha. Bộ đồ màu đen của mình hình màu sáng luôn mà. Đây, cũng có hình thảm coi. Rồi, rơm đồ đi mấy đứa mình đi dài vô trong kia. Đi dài vô kia. Dài vô hướng trong đây nha bạn. Chú cháu đã có mặt đầy vô cái này cái kênh bự hơn cái điện ngoài này đó. Cái điện ngoài sình không mấy bạn ơi. Rồi đổ nước con, đổ nước con. Các bạn giờ mấy mình sẽ đổi độ đây, mấy mình xuống đây mò thử coi có gì không. Ông Công ơi, uống miếng nước nha ông Công. Ờ uống đi. Bây giờ mình... Rồi vô hẻm thích cho hầu giữa. Bây giờ mình sẽ xuống nước luôn à. Cái này vậy. Mình giờ sẽ một cặp các bạn sẽ có hai con sâu tờ. Còn không sâu gì lắm đúng không? Không có gì. Ờ. Có không? Không, kiếm hàng thôi hả? Đi kiếm hàng chứ. Trời. Mình nhảy luôn hả? Tại cần cái cống nó có cuốn. Có không? Có đâu. Còn cộng cho muốn, ông ơi ông. Đâu lắm rồi các bạn, anh em mình rồi. Chưa trở về thì không bắt cái gì vậy nha các bạn. Tại hồi đó giờ ông Công chưa có tài chính á. Mong các bạn hãy đăng ký và có tài chính cho anh em mình ra nhiều video nhiều tiền hơn các bạn. Để cho anh em mình ăn suốt cuộc sướng. Đúng vậy. Qua đây coi thử coi. Thế thử đây nè, nó trước mặt nè, thấy không? Có cô con nữa kìa. Đâu? Thôi loại, không cô con đâu có nói cái gì. Không đâu bạn ơi. Thấy gì chứ không có hả? Bạn có con cá. Đồ, ê con cá gì hả? Để coi cho các bạn coi cái gì có. Ê có lăng. Ê rồi xong. Ông ơi ông. Có mấy cái hàng dưới, mấy hàng dặn chỗ bờ đó. À, bây giờ mà mấy chú cháu mình sẽ là hướng bình đằng đó các bạn. Đằng đó mát mát đó các bạn thấy không? Đợi đó mình nấu mì ăn. Cũng đói bụng rồi đó. Mình ăn chắc có củi luôn nha các bạn. Tới cái vườn bình đằng nè các bạn thấy không? Cảnh này quá là chiêu mát mẻ luôn. Củi có sẵn luôn các bạn. Nó đây nè, như đây nè các bạn thấy không? Như đây là mình có thể sinh tồn được rồi đó. Đó. Mình đi sinh tồn mình gặp được mấy cái cảnh đồng này nó đẹp quá luôn các bạn. Đó, mình lại chỗ này mát đi coi. Mát này, chỗ này mát nè. Anh ở đây nè. Đó. Có nước luôn nha. Cái này mình sẽ giữa cua còn mì thì mình nấu nước bằng nước suối. Không đi cắm chạy. Cái đây mà mình làm cái một cái liều lên cũng im đó bạn. Đúng không? Ngủ qua đêm cũng ngon luôn. Nhưng mà cảnh này là quá chiều luôn. Mà chú thấy bên đó làm gì chuyện mưa nữa rồi đó. Sắp sửa mưa nữa nha. Giữa mấy con cua này nha các bạn, mấy mình không ăn cá nha. Mấy mình chỉ ăn cua thôi. Làm cua luộc bỏ vào trong tô mì các bạn. Rồi đây lên đây, lên đây, đây giữa đừng làm như thế này ướt ngay chỗ này mình cắm ăn đây luôn á. Rồi chắc nước ra đi, đừng cho cái này ướt mà đây nè. Rồi ok đó. Đây các bạn, cho các bạn xem cái thành quả này các bạn. Thì mấy con cua các bạn nhìn coi là nó đỏ các bạn thấy không? Qua màn hình đẹp không các bạn? Đỏ các bạn. Nó ngon nha các bạn. Lá bạch đằng nha, tại cái nhánh này bị gãy sẵn rồi bạn ơi. Nên bạn quần bận bẻ bẻ luôn. Luộc cua với còn mì chút xíu mình nấu sao ha. Đây bây giờ mình sẽ làm để muối vô cái mì các bạn ơi. Được, có cái muỗng đẹp như ta. Gấp vô. Đó, cái này để dành là mình hút mì ăn. Có khi sấy nó hoàn tập á, ăn đã con. Rồi đi đừng có tắm đâu bơi. Đặt công nước nữa không mẹ? Đâu đặt công nước lội bên kia coi. À, tại chút chín nó quá nè. Đặt công nước ta lội không có tiếng động nha. Lội như tẩm. Có lội gì tiếng động không à? Lội như tẩm tẩm đặt công cái gì? Cái đặt công xịn. Vì nãy là địch gặp bắn rồi đó. Trong thời gian chờ đợi mấy bạn kia nấu nước ăn mì á, mình ăn trái xài các bạn. Lấy miếng muối trong của mì ăn luôn. Mời bạn ăn miếng xài nè, biết chua không nha. Tắt lửa rồi từng này quá. Tắt lửa còn ăn à. Này biết. Ngon quá. Ốc công, ủa xài quế ốc công mà sợ gì mày? Ăn chua quá. Ông ăn ông ủa ông ớt đi miếng tôi thèm rồi đó. Mình ăn nó thèm các bạn. Ăn cái nữa. Ái đó cũng không. Chua. Ngon mà chua mà có. Bây giờ đó, tới cái màn là mình đổ nước vô kìa. Không mấy mình cái ai là review cho các bạn xem buổi tối cho thèm chơi gì đó. Quá hấp dẫn luôn. Rồi đây chiều chia qua hai bên. Bên kia nữa. Nóng quá. Thông cảm. Rồi tao nhiêu đó. Đây đây để sát rồi cho bạn dễ làm nè. Đây là có con ốc rồi con. Từ từ. Tao thêm miếng nữa với mày. Chế nó đi rồi hồi rồi. Được. Rồi. Các bạn nha. Giờ mấy mình làm cực khổ quá giờ. Giờ mà các bạn cùng ăn nha. Sao mà buổi cắm trại cũng khá là lâu thì mì cũng chín và cua cũng chín rồi. Giờ lắm rồi đó, ngồi xuống coi. Ăn mà ông đứng không ông ơi. Tin lại em thiệt chứ. Đây là hạt tôm bự biển à. Ủa bạn miếng miệng mình kìa. Trời ơi, cái này tôm hùm nè, cái này tôm hùm mini của con Tường nha các bạn. Để cái Tường tôm hùm đó các bạn. Mà Tàng là tôm hùm bằng hết cát không à. Ủa, khoan vừa giờ. Tin lại thiệt chứ, ngồi xuống coi. Biết mì này mình mua ở đâu không bạn? Anh em mình mua tại cận Campuchia đó các bạn, anh em mình vượt biên đó. Vượt biên đường đồng đấy hả? Đúng rồi. Lợi xịn hả? Vượt biên đó. Dạ. Đó. Nóng hả? Tôi thấy bạn Quân ăn lịch sự nhất luôn, người ta ngồi vô ăn bình thường. Coi đâu nóng. Không có chỗ đâu ngồi, qua đây ngồi. Quá đã bạn, nãy giờ đói quá ăn đã. Im không? Im. Ok các bạn nha, thì mấy đứa cháu mình cũng đã nấu mì và ăn hết rồi. Cua này kia cũng ngon lành nha bạn, lâu lâu cắm trại vui vẻ. Các bạn nhớ xem và đăng ký, mình sẽ ra những cái video cắm trại tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha, bye bye.